đổ tôi việc khác cho tôi. Dạ anh ơi, nãy giờ em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là quán của em á sẽ hoàn tiền lại cho anh, chứ bây giờ không có mì để đổi hả? Hoàn tiền cái gì mà hoàn tiền hoài vậy? Tôi không cần hoàn tiền, tôi cần ăn mì. Mì gì cô rõ chưa? Nhưng mà bây giờ quán em không có mì đó. Trời ơi, sao cứ trả treo? Tôi nói là tôi muốn ăn mì. Nè anh, em đang đi casting phim mà. Thì mặc đồ giống đồ phục vụ vậy? Không lẽ em làm phục vụ hả? Không, thì em đang đi casting nè. Casting? Ờ. Casting gì ở đây? Có ai đâu mà casting? Thì tại vì bây giờ đó, cái người mà em mới vừa bưng đồ ăn đó là đạo diễn đó. Nhìn vậy đạo diễn đó là em với ảnh đang đi thực tế. Tại vì cái vai sắp tới của em là cô phục vụ, cho nên là em kiểu phải quá thân như nhân vật á, casting thử cho anh đạo diễn đó anh coi. Thôi bây giờ nè, anh tới đây ăn đúng không? Ngồi xuống đi. Menu nè, anh cứ chọn món gì anh chọn thôi nha. Bây giờ anh ở đây coi em diễn thôi nha. Tại vì em đang diễn, em không có nói chuyện với anh được á. Anh bây giờ có cái chuyện này em nhờ anh cái. Anh giả bộ, em làm gì anh làm theo cái đó nha. Anh cứ diễn nha. Nói chung là em làm gì anh cứ phối hợp thôi. Ủa anh qua đây làm chi vậy? Anh này là... Anh này là đạo diễn nè. Đạo diễn hả anh hả? Chào anh, tôi là Luân, tôi là đạo diễn. Chào anh. Phim phim truyền hình hả? Hay là phim điện ảnh? Mình làm truyền hình chứ, mình làm truyền hình. Chị Tây, cảm phiền em. Ngồi đây đi. Để nói chuyện cái đó. Thôi, tụi em tập trung công việc. Mỗi khi mà vô công việc mà nói chuyện là đạo diễn không có thích đâu. Ủa vậy hả? Dạ, căng thẳng lắm. Bây giờ anh ngồi anh lựa menu đi. Rồi anh ăn xong nhanh rồi anh đi về giùm em thì để em nè. Có. Anh đợi bạn ở đây mà. Đợi bạn ở đây nữa hả? Ừ, đang hẹn ở đây mà. Chết cha. À không. Cái gì chết cha? À không có, ý em là em đang nói cái câu thoại sắp tới mà, nhưng mà bây giờ anh vậy anh ngồi anh ăn anh nhanh nhanh giùm em nha. Xong rồi đừng có để ý tới em, tại mất công em sẽ ngại ngùng, em không có diễn được á. Cứ tự nhiên thôi nha. Không sao đâu, anh ngồi anh coi cho. Có gì anh góp ý cho. Có gì góp ý em nha. Nè, đồ ăn của anh tới rồi nè. Giờ anh ăn nhanh nhanh đi rồi về. Em nghĩ sao vậy? Nói rồi mà, hôm nay mẹ của boy dữ. Anh đi tới chiều lận. Anh đi giờ hẹn với bạn ở đây mà. Em tới lo ăn phim đi, sao đuổi anh về hoài vậy? Bà anh còn chưa tới nữa hả? Chưa. Kim Chi. Dạ. Khách vô ngồi ở đây sao em đứng đó nói chuyện với khách hoài vậy? Dạ em qua liền. Em coi phục vụ khách cho tốt nha. Tôi đi ra ngoài có việc chút xíu. Dạ. Dạ. Ủa, sao tự nhiên ông la em dữ vậy? Diễn luôn đó. Anh là diễn chung với em luôn đó. Tại vì anh đạo diễn, anh kêu em là phải đóng giả nhân viên một ngày để cho mình nhập tâm luôn. Anh thấy em phản ứng tốt không? Kêu cái làm phản ứng được liền à. Anh ơi, ngồi đây nha. Anh ơi, menu nè, anh lựa món đi. Có ai tính tiền? Dạ. Chị. Dạ, chị. Dạ. Ông đạo diễn mà cứ tính tiền là sao? Anh đang diễn với em mà. Phải diễn như thật chứ anh. Dạ, tụi em là đôi khi là diễn mà người ta không biết là diễn luôn á. Anh ở đây nha. Anh ơi, em nói nghe nè, bây giờ anh không về được đâu. Bây giờ anh gọi thêm, bây giờ anh ăn nữa đi rồi em sẽ khao cái chầu này nha. Anh cứ ăn nữa đi, anh đợi cho cái anh kia về rồi anh hãy về. Giờ anh không về được đâu. Ăn nữa hả? Dạ. Anh, ăn nữa đi. Ăn tự nhiên nha. Anh Phúc, bạn tới chưa? Chưa nữa. Sao lâu quá vậy? Thì hẹn đây chắc nó tới trễ. Trời ơi. Hay là bây giờ anh gọi gì cho bạn anh đi, xong rồi em đóng gói mang về, xong rồi anh mang qua bên quán cà phê ảnh mạng rồi ăn. Em nghĩ sao vậy? Hẹn quán ăn tự nhiên đóng gói đem qua cà phê là sao? Nhưng mà bây giờ thôi thì em cứ diễn đi, em tập trung diễn, đừng quan tâm tới anh. Thì anh một dầu. Dạ. Dạ. Cái này là cái gì vậy? Dạ mì udon. Tôi đâu có kêu mì này. Chứ anh gọi mì gì vậy? Tôi kêu mì gói. Anh ơi, nhưng mà quán em là chuyên mì udon, cho nên là chỉ có mì udon thôi ạ. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ăn mì gói.
cô đổi cho tôi ngay mì gói. Nhưng mà mì gói thì quán em không có, tại vì quán em chỉ có mì này thôi. Cô giỡn mặt với tôi hả? Dạ. Cô trả treo đúng không? Dạ. Đổ tô mì khác cho tôi. Dạ anh ơi, nãy giờ em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là quán của em á sẽ hoàn tiền lại cho anh, chứ bây giờ không có mì để đổi hả? Hoàn tiền cái gì mà hoàn tiền hoài vậy? Tôi không cần hoàn tiền, tôi cần ăn mì. Mì cô rõ chưa? Nhưng mà bây giờ quán em không có mì đó. Trời ơi, sao cứ trả treo? Tôi nói là tôi muốn ăn mì. Nè anh, em đang diễn á. Sao? Em đã nói với anh rồi, bây giờ cửa hàng em không có anh quản lý ở đây, không thể giải quyết cho anh được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là quán em sẽ hoàn tiền lại cho anh. Xin anh thông cảm chấp nhận giùm. Mày trả treo nữa sao à? Trả treo hoài vậy? Tao nói là u da. Trời ơi, nó hành hung tôi kìa. Đối với khách đàng hoàng tử tế thì tôi sẽ đàng hoàng tử tế lại, nhưng đối với những hạng người như anh á thì không có gì phải đàng hoàng hết trơn á. Quản lý đâu? Ôi da, trời ơi, cô làm gì khách của tôi vậy? Anh thấy chưa? Xin lỗi với khách. Nhân viên của anh hành hung tôi kìa. Bây giờ anh phải làm chuyện này cho sáng tỏ, không là anh chết với tôi á. Cô chết với tôi luôn. Cô thấy chưa? Cô nghĩ gì? Đây anh tặng em bó hoa. Em cảm ơn anh. Chị, hôm nay chị không mua hoa ủng hộ em như mọi ngày ạ? Không, hôm nay chị có người tặng hoa thật sự rồi. Chị em mua ngoài bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều, bye bye, bye. Dạ, em nghe giám đốc. Hả? Giám đốc nói gì? Thì cả giám đốc, vậy là ngày mai sân khấu của mình được mở cửa trở lại hả? Có nhà tài trợ rồi hả? Dạ. Vậy ngày mai tụi em sẽ tới tập lại bình thường đúng không giám đốc?